hồi bốn vì tiểu bảo dùng mưu khích tướng mao thập bát bị cây nguyễn tiên quấn mình chặt cứng cường địch lại ở trước mắt biết là nguy hiểm vô cùng khó toàn tính mạng đang lúc nguy cấp tựa ngàn cân treo đầu sợi tóc hắn thấy bột trắng tung bay rồi thanh đao trong tay sử tùng rớt xuống họ sử lại đưa tay lên dụi mắt mao thập bát còn đang kinh ngạc bỗng thấy vi tiểu bảo lượng thanh đơn đao đâm vào bụng sử tùng xong việc gã chạy nhanh như biến ẩn vào gốc cây sử tùng loạn choạng người mấy bước rồi té lăn xuống đất. Mấy tên quan quân còn sống sót thấy tình hình như vậy đều kinh hãi la hoàng, sử thị vệ, sử thị vệ, ngô đại bàng vung tay trái ra chiêu tiết thụ khai hoa đánh chúng một tên quan binh hất tung ra xa mấy trượng nằm sống sượt. Miệng ướm máu tươi, thế là bọn quan quân vừa bị chết vừa bị thương mất tám người, chỉ còn có năm tên. Chúng nhận thất tình thế khó bề kiêu vãn, không dám ham chín, bảo nhau xoay mình chạy trốn bỏ cả bầy ngựa lại không luyến tiếc ngô đại bàng vốn không có ý tàn sát chúng nên không đuổi theo nữa lão đến bên mao thập bát nói mao huynh thật là một nhân vật ghê gớm tài nghệ hơn đời hắc long tiên sử tùng cũng phải bỏ mạng về tay mao huynh thật khiến cho lão phu phải khâm phục lão thấy thanh đơn đao đâm ngập vào bụng sử tùng thì chắc là mao thập bát đã đâm y nên nói vậy mao thập bát nói người đâm chết sử tùng không phải tiểu đệ mà là vi tiểu bào ngô đại bàng cùng vương đàm rất lấy làm kinh dị đồng thanh hỏi thằng nhỏ đó đã giết sử tùng ư vừa rồi vi tiểu bảo liệm vôi bột vì hai người đang mãi chiến đấu nên không để ý tới mao thập bát lấy tay trái rượt cây nguyễn tiên quấn ở mình ra ở đầu những nanh sắt đều dính thịt vụn trông rất khủng khiếp nguyên sử tùng luyện cây roi này rất là lợi hại mỗi khi roi quật chúng người nanh sắt cắm vào thịt khi rượt roi ra là thịt rơi máu chảy Mao thập bát thật gan dạ hơn người, máu chảy thịt rơi, người ngoài trông phát khiếp mà hắn không rên la một tiếng. Hắn cầm cây roi quật xuống đầu sử tùng, sử bị đâm nhưng chưa chết hẳn, còn nằm rên xiết. Bây giờ bị quật một roi nữa hồn mới lìa khỏi xác. Mao thập bát reo lên vì huynh đệ, tiểu huynh đệ thật là giỏi thiệt, lúc này vì tiểu bào đã ở gốc cây đi ra, chưa biết đáp thế nào. Ngô, vương hai người vẫn bán tín bán nghi dương mắt lên nhìn chòng chọc vào tiểu bảo. Ngô đại bàng hỏi, tiểu huynh đệ đã dùng chiêu thức gì để đâm chết sử tung? Tiểu bảo ngơ ngác đáp, tiểu đệ đâm đại vào bụng hắn, chớ có biết chiêu thức gì đâu. Mao thập bát nói, ngô lão gia, vương huynh, bữa nay nhờ hai vị viện trở, tiểu đệ mới được toàn mạng. Bây giờ chúng mình còn đấu trường nữa không? Ngô đại bàng cười đáp, Mao huynh bất tất nói đến chuyện cứu giúp làm chi? Vương huynh, theo ý lão phu thì chúng ta nên đình chỉ cuộc tỷ đấu. Vương Đàm cũng nói, thôi là phải, tiểu đệ cũng chẳng có thâm thù gì với Mao Huynh, nay chúng ta kết giao bằng hữu có phải hay hơn không? Ngô Đại Bàng nói, Mao Huynh, bây giờ bọn lão phu xin tạm biệt, còn nhiều hội ngộ về sau. Nên biết Ngô Đại Bàng là dòng dõi thế phiệt, nổi tiếng giàu sang ở tỉnh Hà Bắc. Chuyến này lão ra tay giúp đỡ Mao Thập Bát chỉ vì đạo nghĩa giang hồ nhưng đã vướng thân vào vòng tội lỗi có thể ra táng thân vong. Vừa rồi lão không kịp giết hết bọn quan quân còn sống sót để bịt miệng. Bây giờ lão nghĩ đến rất lấy làm hối tiếc, bèn quyết trí rượt theo để tuyệt trừ hậu hoạn. Mao thập bát nói tình nghĩa cao cả của hai vị Mao thập bát này xin ghi lòng tạc giả. Ngô đại bàng giơ tay lên rồi chờ gót cất bước. Trước khi ra đi lão vung song trường đánh binh binh liên tiếp vào những tên quan quân nằm ngỗn ngang trên vũng máu bất luận người đó đã chết rồi hay còn ngoắc ngoài, bị chúng trưởng đều tan xương nát thịt. Mao thập bát khen thầm trường lực của ngô lão gia hay tuyệt. Mao thập bát thấy hai người đã đi xa, liền gọi tiểu bảo, tiểu huynh đệ, hãy dắt ngựa lại đây. Tiểu bảo chưa từng dắt ngựa bao giờ, gã không khỏi rụt rẻ e sợ, nhưng gã không dám trai ý Mao thập bát bèn chậm chạp tiến lại phía sau một con ngựa. Mao thập bát lớn tiếng quát, ngươi phải lại phía trước đầu ngựa cầm cương mà dắt nó sao ngươi lại giòn rén mò ra phía sau, để nó tung vó đá cho chết hay sao? Tiểu Bảo liền theo lời quanh lại phía trước đầu ngựa, vươn tay ra nắm lấy dây cương. Quả nhiên con ngựa ngoan ngoãn đi theo gã, mau thập bát xe áo, lấy một mảnh buộc vết thương trên vai bên phải. Đoạn hắn đặt tay đè sau yên ngựa, khẽ tung mình nhảy lên lưng con vật. Hắn quay lại bảo tiểu Bảo được rồi, bây giờ ngươi về nhà đi thôi. Tiểu bào hỏi lại, vậy đại huynh định đi đâu? Mao thập bát sẳng giọng ta đi đâu mặc ta? Người hỏi làm chi? Tiểu bảo đáp chúng ta đã là bạn hiểu, nên tiểu đệ cần hỏi cho biết chứ. Mao thập bát xa sầm nét mặt, cất tiếng thoá mà, mẹ kiếp, ai là bạn hữu của ngươi? Vì tiểu bảo bị mắng một cách đột ngột, bất giác lùi lại một bước, hai mắt gã đỏ lên, nước mắt chảy quanh, suýt òa lên bật khóc. Gã không hiểu vì lẽ gì Mao thập bát đang hòa nhã vui vẻ, bỗng lại nổi gióa nặng lời với gã như vậy. Tiểu Bảo còn đang thần thờ, Mao Thập Bát lại quát hỏi tại sao vừa rồi ngươi lại liệng vôi bột vào mắt Sử Tung. Thái độ hung dữ, giọng nói nghiêm khắc của Mao Thập Bát khiến cho Tiểu Bảo khiếp sợ, người run bần bật, gã lùi thêm bước nữa, ấp úng đáp vì Tiểu đệ, thấy hắn hạ thủ toàn giết Đại Huynh. Mao Thập Bát hỏi vặn, ngươi lấy vôi bột ở đâu ra? Tiểu Bảo đáp Tiểu đệ mua ở ngoài thị trấn sáng hôm nay. Mao Thập Bát ngắt lời, ngươi mua vôi bột để là em mơ gì? Tiểu bảo đáp tiểu đệ nghe đại huynh nói hôm nay cùng người tỷ đấu, mà trong mình đại huynh còn mang thương tích, nên tiểu đệ mua về để viện trợ đại huynh. Mao thập bát càng tức giận văng tục chửi um lên, quân chó đẻ, đồ khốn kiếp, người đã học cách này ở đâu? Tiểu bảo thấy mẫu thân làm kỹ nữ, từ nhỏ không biết phụ thân là ai, nên ghét cay ghét đắng kẻ nào thoá mà gã là quân chó đẻ bây giờ gã bị mau thập bát chửi bới như vậy gã không nhịn đọc phát khùng chửi lại, mẹ kiếp, ta là quân chó đẻ thì ngươi cũng là quân chó lộn giống. Con bà, cả họ xa họ gần, ông tổ ông tiên thập bát đại nhà ngươi. Ngươi cần gì hỏi ta học được ở đâu, quân khốn kiếp sống không sống được, chết chẳng chết cho mà chưa biết nhục. Gã vừa thoá mạ vừa chạy trốn sau gốc cây, Mao thập bát thúc ngựa lại gần vươn tay ra túm cổ gã lôi ra trước mặt mình quát hỏi, thằng quỷ con này, mi còn già mồm chửi nữa hay thôi? Tiểu bảo vung hai chân đá lia lịa, vừa đá vừa văng tục chửi bới, mẹ kiếp, thằng lão tặc thối tha này, cả họ nhà ngươi là loài rùa đốn mặt, vì gã sức trường trong kỹ viện, từng được nghe những câu chửi rùa thô tục của người địa phương, bây giờ gã tuôn ra chẳng thiếu câu nào. Mao thập bát tức giận đến cùng cực, giơ tay tát nó một cái tiểu bảo khóc giống lên, miệng càng chửi rủa thậm tệ. Đột nhiên gã nghiến răng cắn mạnh vào lưng bàn tay của Mao thập bát. Mao bị đau đếm người, vội buông tay ra để gã rớt xuống đất. Gã liền chạy tục mạng, miệng vẫn chửi không ngớt. Mao thập bát cởi ngựa cho đi thong thả theo sau. Tiểu bảo người nhỏ chân ngắn thì dù có chạy nhanh đến đâu cũng không bằng vó ngựa. Khi ngựa của Mao thập bát chỉ còn hơn trưởng, gã sợ quá vấp ngã. Gã liền liều mạng nằm lăn ra kêu gào ầm ĩ, thường ngày ở nhà, gã cái lộn với bọn vô loại hay người lớn, khi gặp nước bí là ngã lăn ra kêu khóc ăn vạ. Dù gã phải hay quấy, rốt cục rồi ai cũng thua gã, nên nay gã lại diễn trò này. Mao Thập Bát nói, ngươi hãy đứng dậy cho ta bảo. Tiểu Bảo gầm lên, ta nhất định không dậy, chết cũng không dậy. Mao Thập Bát nói, được lắm, ta thúc ngựa dẫm lên cho ngươi chết bỏ xác vì tiểu bảo vốn chẳng chịu để cho ai hăm dọa. Những câu, ta phóng quyền đánh chết ngươi, hay, ta đã cho ngươi bỏ xác, hằng ngày gã đã nghe người ta nói đến mấy lần nên gã chẳng coi vào đâu. Bây giờ gã thấy mau thập bát đe dọa phóng ngựa dẫm chết, gã liền vừa khóc vừa la, đánh chết người ư, cậy lớn bắt nạt trẻ con à, quần khốn kiếp có giỏi thì phóng ngựa xéo chết ta đi. mao thập bát giựt cương, còn ngựa hí lên một tiếng dài nó tung hai vó trước lên không đứng thẳng như người rồi nhảy vọt đi. Mao thập bát vừa cười vừa thoá mà, thằng quỷ con kia, người đã biết sợ chưa? Vì tiểu bảo la lên, ta sợ ngươi là tên cầu tặc, không phải là anh hùng hảo hán. Mao thập bát thấy gã quật cường như vậy không biết làm thế nào liền cười hỏi, mi là anh hùng hảo hán chăng? Giỏi lắm, mi dậy đi, ta không đánh mi nữa, ta đi dây. Vì tiểu bảo đứng dậy, nước mắt nước mũi gã rầm rề gã nói người đánh ta thì được nhưng không thể thoá mạ ta là quân chó đẻ mao thập bát nói người chửi bới ta bằng những lời thô bĩ trái tay gấp mười thì sao thôi bây giờ hãy xi si xóa chuyện đó đi vì tiểu bảo đưa tay áo lên lau mặt đổi khóc làm cười nói đại huynh đánh tiểu đệ một cái tát tiểu đệ cũng cắn đại huynh một miếng thế là huề cả làng bây giờ đại huynh định đi đâu mao thập bát đáp ta lên bắc kinh vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi, lên Bắc Kinh ư, người ta đang muốn chóc nã đại huynh, sao đại huynh lại tự dẫn chân tới đó? Mao thập bát đã ta nghe họ bảo ngao bái là đệ nhất dũng sĩ mãn châu. Còn mẹ nó, còn có người bảo hắn là đệ nhất dũng sĩ trong thiên hạ. Đâu ta có chịu phục, ta phải lên Bắc Kinh để tỷ đấu với hắn một phen. Vì tiểu bảo nghe nói Mao thập bát muốn lên Bắc Kinh tỷ thí với tay dũng sĩ đệ nhất mãn châu gã cho vụ này rất náo nhiệt phải đi coi cho hả? Gã liền hỏi, mau đại ca, tiểu đệ năn nỉ đại ca một điều được không? Điều này thật khó khăn, tiểu đệ e rằng đại ca không dám ưng thuận, mau thập bát ghét nhất kẽ nào bảo hắn nhát gan, khí tức vung lên, hắn văng tục thóa mà, mẹ kì ép, quân, hắn định mắng quân, chó đẻ, nhưng hắn dừng lại kịp, liền đổi giọng, cái gì dám với chẳng dám, người cứ nói ra đi, ta nhất quyết ưng thuận hắn nghĩ thầm trong bụng, tính mạng ta nhờ gã cứu thoát, thì cho dù việc tây đình ta cũng phải giúp gã. Vì tiểu bảo nói, đại trưởng phu nhất môn ký xuất, cái gì mã nan truy. Đại ca đã nói ra miệng thì đừng hối hận nữa nhé. Mao thập bát đáp, dĩ nhiên ta không hối hận. Vì tiểu bảo nói, hay lắm, xin đại ca đưa tiểu đệ lên Bắc Kinh giúp cho. Mao thập bát lấy làm kỳ hỏi, người cũng muốn lên Bắc Kinh ư? Lên đó làm gì? vì tiểu bảo đáp tiểu đệ đi coi đại ca Tĩ võ với ngao bái. Mao thập bát lắc đầu quẩy quậy nói, từ Dương Châu tới Bắc Kinh, đường xa muôn rậm mà quan quân lại treo giải thưởng chóc nã ta. Dọc đường có thể xảy ra chuyện nguy hiểm, ta đem ngươi đi thế nào được? Vì tiểu bảo nói, tiểu đệ đã biết trước đại ca hứa lời ưng thuận rồi tất phải hối hận. Đại ca đem tiểu đệ đi khiến cho quan nha dễ bề chóc nã, dĩ nhiên đại ca không dáng. Mao thập bát tức giận ngắt lời, điều chi mà ta không dám. Vì tiểu bảo đáp, nế y gầy thì đại ca đem tiểu đệ đi. Mao thập bát nói, đem ngươi đi phiền lắm mà ngươi lại chưa nói cho má má ngươi biết. Y mong mỏi ngươi thì sao? Vì tiểu bảo nói, thường thường tiểu đệ ra đi mấy ngày không trở về. Má má tiểu đệ cũng không mong nhớ chi hết. Mao thập bát rượt dây cương ngựa vi vi họt đi. Miệng nói, thằng quỷ con thật là lắm chuyện vì tiểu bảo la lên đại ca không dám cho tiểu đệ đi vì sợ thua ngao bái có tiểu đệ chứng kiến làm cho mất mặt mao thập bát lửa giận bốc lên ầm ầm quay ngựa lại quát hỏi ai bảo ta đánh không nổi ngao bái vì tiểu bảo đáp đại ca không dám đem tiểu đệ đi thì dĩ nhiên là sợ tiểu đệ nhìn thấy đại ca bị hắn đánh thua bò lê bò càng dưới đất miệng hô xin ngao bái lão ra khoan dung ngao đại nhân tha cho cái mạng chó má này tiểu đệ mà nghe được thì có phải đại ca thẹn đến chết người. Mao thập bát nổi gió hét lên be be, hắn vọt ngựa lại sông lại vươn tay ra sách tiểu bảo để lên yên ngựa hàn học nói, ta đem ngươi đi để xem ai xin tha mạng trước. Mao thập bát vung tay trái lên đập mạnh vào đít tiểu bảo đánh chót một tiếng, đồng thời quát lên, bây giờ ta bắt ngươi xin tha mạng trước, vì tiểu bảo đau qua ối lên một tiếng, nhưng gã lại bật cười ngay nói, móng chó đánh người quả nhiên lợi hại. Mao thập bát cười hô hố nói, thằng quỷ con này phá quấy đũ trò. Tiểu bảo không chịu thua vinh mặt lên đáp, lão quỷ già kia thật là đáo đề. Mao thập bát cười xòa nói, ta đưa ngươi đi Bắc Kinh cũng được, nhưng dọc đường ngươi phải nghe lời ta không được phá dối. Vì tiểu bảo đáp đại ca vào tù ra khám, giết hại điếm kiêu, lại sát hại quan quân. Như vậy hỏi ai phá dối? Mao thập bát cười nói, thôi đi, người thật là lèo mép ta nói không lại ngươi đành chịu thua ngươi. Hắn vẫn để tiểu bảo nằm ngang ở phía trước yên ngựa, và dắt thêm một con ngựa nữa đi theo. Hắn nhìn nhận phương hướng rồi nhắm phía bắc rong ruổi. Tiểu bảo chưa từng cởi ngựa bao giờ, bây giờ gã nằm trên yên ngựa, ban đầu cũng hơi khiếp sợ, nhưng gã ỉ có mau thập bát ở bên cạnh, dù sao hắn cũng không để gã phải bị té. Đi chừng được 5,6 dặm, gã bạo dạn hơn trước liền nói, mau đại ca, hiện có con ngựa đi không? đại ca cho tiểu đệ cởi có được chăng? Mao thập bát lạnh lùng nói, nếu người biết cởi ta cũng ưng cho, bằng không thì nằm yên đó đừng có cởi ẩu lở té xuống là bị gầy xương. Vì tiểu bảo bản tánh quật cường, hiếu thắng liền nói, tiểu đệ đã cởi ngựa đến mấy chục lần, sao lại không biết? Dứt lời, gã không chờ Mao thập bát có phản ứng gì không, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chạy tới bên trái con ngựa mà Mao thập bát đang dắt đi gã đút chân phải vào bàn đạp thòng xuống ngang bụng ngựa, đạp mạnh một cái tung mình nhảy lên lưng con vật. Phép cởi ngựa là phải đặt chân trái vào bàn đạp rồi nhảy lên yên thì ngồi mới thuận hướng. Đảng này gã đặt chân phải lên bàn đạp trước thành ra lúc ngồi lên lại quay mặt về phía sau đít ngựa. Mao thập bát thấy vậy không khỏi nín cười được bật lên chàng cười hô hố. Hắn còn đùa giỡn, buông lóng dây cương đồng thời cầm roi quất vào đùi con ngựa của tiểu bảo đang cười một cái con ngựa liền tung vó chạy liền, tiểu bảo sợ hết hồn, suýt nửa té nhào xuống đất. May ở chỗ gã cũng gan liều, hai tay bám chặt khấu đuôi, hai chân kẹp chặt lấy yên con người nằm sát xuống lưng ngựa. Bên tay gã nghe tiếng gió vù vù, thân thể gã tựa hồ bị kéo chạy giật lùi, vì gã cởi ngựa trái chiều. May mà người gã nhỏ, nhẹ, sau khi nắm chặt khấu đuôi nên không bị té nhào. Con ngựa này chạy thẳng một mạch trên đường kết quan được chừng ngoài ba dặm vẫn chưa hết đà mà phải rẽ ngang. Giữa lúc ấy, bỗng phía trước có một cổ xe lừa thong thả đi tới. Phía sau cổ xe này có một con ngựa lông trắng như tuyết theo sau. Người kỵ mã là một chàng trai trẻ chừng 16,17 tuổi. Con ngựa tiểu bảo đang cười không có người điều khiển cứ chạy thẳng như muốn đâm vào cổ xe. Khi ngựa chạy tới gần, người phu xe la hoảng ngựa điên, con ngựa này phát điên rồi gã chưa kịp kiềm xe lại thì con ngựa đã xông tới trước mặt. Đột nhiên nghe đánh vèo một cái, một bóng người lướt qua, chàng tuổi trẻ đã từ trên ngựa nhảy vọt sang xe lừa. Chàng vươn tay nắm chặt lấy đầu con ngựa của tiểu bào. Chàng thanh niên quả là một nhân vật không vừa, sức lựa thần dũng của chàng tựa hồ như được trời cho. Con ngựa đang lao mạnh tới mà chàng chỉ ra tay nhẹ nhàng đã bắt nó phải đứng im. Con ngựa của tiểu bảo bị thanh niên nắm đầu không nhúc nhích được mũi nó phun ra làn hơi trắng xóa, bỗng có thanh âm trong trẻo của một thiếu nữ, từ trong cổ xe lửa vọng ra, thanh đệ, chuyện gì vậy, chàng thanh niên rác, có con ngựa bị rớt mất dây cương, trên lưng nó lại có một thằng nhỏ nằm úp sấp, không hiểu gã còn sống hay đã chết rồi. Tiểu bảo thấy con ngựa đúng yên, gã không sợ hãi gì nữa, lại nghe chàng kia nói vậy, liền ngồi bật dậy quay đầu ra lên tiếng, tại hà vẫn còn sống đây, chết cóc thế nào được. Hồi năm, có bản lãnh mới là tay hào kiệt. Vì tiểu bảo vừa mở miệng chửi rùa, mau thập bát đã lớn tiếng quát cầm miệng ngay, rồi hắn vung roi ngựa quật xuống đầu tiểu bảo. Tiểu bảo nghiêng đầu né tránh nhưng cũng bị quất trúng vai. Mao thập bát vụt túi bụi mỗi bên một roi khiến cho trên đầu cổ gã nổi lên đầy vệt dướng máu. Thậm chí manh áo gã cũng bị rách tan, gã bị trận đòn này một cách bất ngờ, nhưng dù gã có biết trước mà gã không hiểu mãi mai võ nghệ thì gã cũng không thể tranh khỏi những roi đòn quật xuống như mưa của Mao Thập Bát. Mao Thập Bát tiếp tục quật thêm mấy roi khá nặng, kỳ cho tới lúc vi tiểu bào nằm đờ trên yên ngựa không nhúc nhích được nữa mới thôi. Bỗng nghe thanh âm của thiếu nữ từ trong cổ xe vọng ra, phải chăng các hạ là Mao Gia ở Thương Châu? Thôi đừng đánh gã nữa. Mao Thập Bát vội nhảy xuống ngựa chống tay trái xuống đất ngồi yên rồi đáp. Mao thập bát này bị thương ở chân chưa kịp vấn an phương cô nương cùng phương thiếu hiệp, thật là bất kính. Thiếu nữ trong xe nói, không dám, xin đa tạ Mao đại gia, chàng thiếu niên gật đầu tỏ dấu từ biệt, rồi cầm roi khẻ quất vào mông lừa, cổ xe lại chuyển bánh lên đường. Mao thập bát chờ cho cổ xe lừa và chàng thiếu niên cởi ngựa đi xa rồi, hắn mới chống mạnh tay xuống đất mượn đà nhảy lên lưng ngựa, hắn đến bên ngựa tiểu bào đờ gã ngồi ngay dậy tiểu bào còn đang uất hận chửi liền còn mẹ nó cứ sao lại đánh ta thành âm gã rất yếu ớt cơ hồ như không nghe rõ mao tập bát thở phào một cái nói nguy quá thật là một phen hú vía hắn cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh ngắt liền đưa tay áo lên lau hắn nói cái mạng nhỏ xíu của ngươi lú này đã bước đến ngưỡng cửa quỷ môn quan nếu ta không nương tay một chút thì ngươi đã chết rồi hắn vừa nói vừa lấy tay áo chùi sạch những máu trên mặt Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo nói, ta chết thì chết, chứ chẳng sợ gì ai. Gã nói chưa dứt lời, bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi ngất xỉu. Khi Tiểu Bảo tỉnh lại chưa mở được mắt ra hắn cảm thấy toàn thân đau đớn như dần. Bao nhiêu xương cốt như bị rã rời, gã không chịu nổi bật tiếng rên la. Mao thập bát nói, tên tiểu quỷ kia, mi còn hồi tỉnh được là may giọng hắn nói lộ vẽ mừng vui. tiểu bảo mở mắt ra thấy mao thập bát ngó mình đăm đăm ra chiều lo lắng. gã nói nếu ngươi muốn giết ta thì sao không vung đao chém một nhát vứt đi cho rồi mà dùng roi quất ta túi bụi cho ta đau đớn làm chi? lúc này thanh âm gã đã mạnh hơn trước. mao thập bát đáp khi nào ta lại có ý giết ngươi? bữa nay ta đánh ngươi là cứu mạng cho ngươi đó. tiểu bảo lại chửi tục mẹ nó đã đánh ta thừa sống chi chết mà còn bảo là cứu mạng ư? Mao Thập Bát nói, người thật là không biết trời cao đất dày là gì nên mới nhục mạ những nhân vật ở Mộc Phủ tỉnh Vân Nam. Phải chăng ngươi không còn muốn sống nữa? Mộc Phủ ở Vân Nam là cái thá gì ta cũng chỉ coi là quân khốn kiếp, quân đê hèn. Mao Thập Bát quát lớn, câm mồm, người đã gây vả như vậy chưa đủ hay sao? Tiểu Bảo thấy nét mặt Thập Bát ra chiều nghiêm nghị khác thường, gã không dám chửi nữa nhưng lại hỏi, lão không sợ cả ngao bái hay bất cứ ai nhưng sao lại sợ cái mộc phủ ở Vân Nam gì gì đó? Lão nói vậy không sợ người ta cười trẹo quay hàm hay sao? Bảo ta sợ thì không phải. Bất luận tay hào kiệt nào trong võ lâm mà gây chuyện xích mích với mộc phủ ở Vân Nam thì chẳng những phải uổng mạng mà còn bị bạn hưu thoá mà khinh khi nữa. Tiểu bảo hỏi, mộc phủ ở Vân Nam là cái thá gì mà ghê gớm thế? Mao thập bát đáp, người không phải là người võ lâm thì ta có nói ngươi cũng không hiểu. Tiểu bảo nói, còn bà nó, dù chúng có giỏi đến thế nào ta cũng không cần tuy gã nói vậy nhưng gã cũng không dám chửi nhiều sau một lát gã hỏi lão vừa nói dùng roi quất ta để cứu mạng ta nghĩa là làm sao mao thập bát nói lúc nãy ngươi chửi đồng thiếu niên mặc áo bảo xanh chẳng chính là một trong tứ đại gia tướng ở mộc phủ ở vân nam đó nếu ta không mau tay quất ngươi đón đầu để làm dịu bớt cơn phần nộ của hắn bằng không hắn chỉ phất tay một cái là ngươi toi mạng khác nào như bóp chết một con ruồi vì tiểu bảo không phục cãi, hư, ta thiệt không tin bản lãnh của hắn có thể ghê gớm đến thế. Miệng gã nói vậy vì tính quật cường, chớ trong bụng thì gã đã tin rồi. Gã hỏi tiếp nếu gã mà bóp chết ta, chẳng lẽ lão đứng thóng tay mà nhìn gã hành động mà không cứu ư? Ừ. Như vậy còn nói chó gì đến chuyện cùng hưởng hạnh phúc cùng chia hoạn nạn? Mao thập bát buông tiếng thở dài đáp, hễ là người từng trải giang hồ khi chạm trán với những nhân vật ngục phủ, vân nam tự nhiên phải tỏ lòng cung kính đứng né bên đường nhường lối cho họ di trước giả tỷ vừa rồi nếu họ có ý ra tay thực sự thì dù ta có muốn ngăn cản cũng không đủ bản lãnh tiểu bảo hỏi võ công của gã thiếu niên ấy cũng đã đến trình độ ghê gớm rồi ư mao thập bát lắc đầu đáp cái đó ta cũng không rõ dù sao ta cũng không muốn động thù cho dù ta có thể thắng hắn vì tiểu bảo ngơ mao thập bát nói vậy không chịu liền hỏi ta tưởng chẳng có chi đáng sợ nếu lão còn có cơ thủ thắng sao không đánh giết chàng thiếu niên trẻ tuổi cùng cô à ngồi trong xe rồi hạ sát luôn gã đánh xe để bịt miệng thì còn chi đáng ngại nữa. Mao thập bát đã, người nói có vẻ ngon ăn lắm, nhưng có biết đâu đã là người của mộc phủ ở Vân Nam thì dù là một tên phu xe cũng mang tuyệt nghệ trong mình. Vì tiểu bảo nói, trùm quy lão vẫn hãi sợ bọn chúng nên mới đang tay ra sức quất ta để lấy lòng gã thiếu niên để gã khỏi giết lão mà thôi. Mao thập bát tức giận quát lên, thằng quỷ con kia, ta sợ gì ai, nhưng hắn thét vài câu rồi hạ thấp giọng dần xuống ra chiều do dự. Hắn tự biết hôm nay trước lúc hắn cầm roi quất tiểu bảo, trong lòng hắn rất sao xuyến. Bây giờ tuy hắn mạnh miệng cãi giả nhưng thực ra trong thâm tâm vẫn còn hồi hộp. Mao thập bát rất buồn bực về vụ này, hắn tự hận mình sao lại khiếp nhược đến như thế. Bất giác hắn sinh lòng giận cá chém thớt lớn tiếng gây gắt với tiểu bảo, ta đã bảo ngươi đừng đi theo ta mà ngươi cứ bám theo ta như đĩa đói. Mới ngày đầu ngươi đã gây nên tai họa, liệm vôi bột vào mặt mũi người ta. Hành động này chỉ bọn hạ lưu mới xài đến, bạn hiểu giang hồ khinh khi vô cùng, dùng thuốc mê hay muội hương làm người ta hỗn loạn tâm thần hoặc ngũ mê đi để hạ thủ đã là hèn kém huống chi liệm vôi bột thì còn ti tiện hơn nhiều chẳng thà để hắc long tiên sư tùng giết chết ta đi còn hơn là ngươi dùng thủ đoạn vô liêm sĩ để cứu ta. Mẹ kiếp, ta trông thấy ngươi lúc nào là ta tức quất người lên lúc ấy. Bây giờ vì tiểu bảo nghe mau thập bát nói vậy mới hiểu rõ là gã liệm vôi bột vào mắt sư tùng là một hành động đốn mạt mà gã đã vô tình phạm vào điều tối kỵ trong võ lâm và bị bọn giang hồ khinh miệt. Tuy gã biết hành động của mình là bĩ ổi đê hèn nhưng bản tánh quật cường không chịu phục thiện vẫn cãi cố. Dùng đao kiếm giết người hay dùng vôi bột giết người phòng có khác gì nhau? Sao lại phân ra hành vi hào kiệt với thủ đoạn hạ lưu cho rắc rối? Nếu tên tiểu quỷ này không dùng thủ đoạn hạ lưu thì chắc lão quỷ đỏ này đã biến thành con quỷ thượng lưu. Thôi được lão không muốn đưa ta đi Bắc Kinh cũng chẳng sao. Vậy lão đi đàng lão, ta đi đàng ta từ nay coi như chưa chừng quen biết là xong mao thập bát nghĩ thấy vi tiểu bảo mình đầy thương tích và ở đây cũng cách dương châu khá xa nếu hắn bỏ mặc đứa nhỏ ở nơi hoang dã nấy thì còn coi ra thế nào huống chi dù sao hắn cũng đã hai phen cứu mạng cho hắn mà bây giờ đẩy gã ra thì không khỏi mang tiếng là vong ân bội nghĩa mao thập bát nghĩ vậy liền đáp ta đưa ngươi đi bắc kinh cũng được nhưng phải tuân theo ba điều kiện của ta vì tiểu bảo nói, lão muốn ta chịu điều kiện cũng chẳng khó gì. Đại trưởng phu nhất môn ký xuất, cái gì, mã nan truy. Tình gã thích bắt trước người lớn hay nói chữ, nhưng chỉ nhớ lõm bõm. Câu tứ mã nan truy gã quên mất chữ tứ. Mao thập bát nói, điều thứ nhất là không được dính líu vào chuyện thị phi trên chốn giang hồ. Ăn nói phải cho đàng hoàng lịch sự, không được chửi càn nói tục. Tiểu bảo hỏi, ta không nói quàng chửi tục cũng được nhưng gặp trường hợp kẻ khác hà hiếp gây lộn chửi ta trước thì sao? Mao thập bát nói, nếu ngươi không dây vào thì ai gây lộn với ngươi làm chi? Điều thứ hai là nếu gặp trường hợp phải chiến đấu, cấm ngươi không được thỏ miệng cắn người. Những hành động bĩ ổi như liệng vôi vào mắt người phải dẹp đi. Cả những hành vi con nít như nằm lăn ra để ăn vạ hay chui vào đùng quần bóp thận nang của người cũng không được tái diễn cả khi bị đánh thua rồi kêu khóc ầm ĩ hay giả chết gạt người đều bị cấm mặt Những hành động ta vừa kể đó là rất hèn hạ, những anh hùng hảo hán không ai dùng đến nó bao giờ. Tiểu bào hỏi nếu mình đánh người không lại, chẳng lẽ bó tay chịu chết hay sao? Mao thập bát đáp muốn đánh nhau hay tỉ võ với người cần phải có võ công chính đáng, bằng không có võ công thì nín chịu chớ không được dùng thủ đoạn đê hèn. Hành động như ngươi chỉ tổ gây trò cười cho thiên hạ thậm chí không ai thèm đếm xỉa đến. Nhưng nay ngươi muốn theo ta qua lại giang hồ để mở rộng tầm mắt, cho biết điều hơn lẻ thiệt thì phải bỏ ngay những tật xấu đó đi. Vì tiểu bảo tự hỏi, theo lời lão thì mỗi khi động thủ phải có võ công thật sự, nhưng ta chỉ là một đứa con nít thì làm gì có bản lãnh. Đã không có bản lãnh mà điều này bị cấm, điều kia úy kỷ, thì ra mình chỉ đứng yên chịu đòn, còn thú vị gì nữa. Mao thập bát lại nói tiếc bất cứ ai ở đời muốn trở thành một tay võ công tinh thâm đều phải cố công rèn luyện mới có ngày thành tựu làm gì có người hiểu võ công từ lúc mới lọt lòng mẻ hắn ngừng lại một chút rồi tiếp hiện nay ngươi còn nhỏ tuổi nên bắt đầu luyện võ công là vừa vậy ngươi hãy quỳ xuống dập đầu bái ta làm sư phụ ta thu ngươi làm đồ đệ rồi truyền thụ hết tuyệt nghệ cho ngươi qua nữa đời người ta đã bôn tàu giang hồ chưa được ngày nào yên tĩnh này ta muốn nghỉ ngươi tu ngươi làm đồ đệ duy nhất là phúc cho ngôi đó. Nếu ngươi chịu nghe lời dạy bảo thì sau này sẽ là kỳ tài của võ lâm. Hắn vừa nói vừa chăm chú ngó vào mặt tiểu bảo, chắc mấm gã lấy làm thích ưng chịu liền, không ngờ gã lắc đầu đáp vụ này không xong rồi. Hiện giờ chúng ta đang làm bằng hữu ngang hàng với nhau, nếu ta nhận lão làm sư phụ chẳng hóa ra ta ở dưới lão một bực ư. Còn bà nó, lão này chẳng tử tế gì, muốn gạt ta để làm sư phụ. Mao thập bát nổi giận nói, người ngu quá, trên đời biết bao nhiêu kẻ muốn học ngũ hồ đoạn mộc đao vì họ biết đao pháp ta vang danh hai mặt nam bắc sông Đại Giang. Họ xin làm đồ đệ mà ta đều cự tuyệt, sở dĩ Mao thập bát cự tuyệt những ai đến bái hắn làm sư phụ, người thì không hợp cơ duyên, hoặc vì con người đó tâm địa không chính đáng, cũng có khi tư chất kém cỏi dù có tận tâm truyền nghệ cũng không thành công được. Bữa nay vì hắn đã mang ơn vi tiểu bảo hai lần cứu mạng cho hắn, nên hắn muốn nhận gã làm đồ đề rẻ đâu vì tiểu bảo lại nhất định cự tuyệt khiến cho mao thập bát phát cáu định vung tay tát gã cho hà giận mao thập bát vừa giơ tay lên thấy mặt tiểu bảo đầy những máu gã sinh lòng bất nhẫn bèn thu tay về nói lão gia nói thiệt cho mi nghe bữa nay vì cảm xúc mà ta mở miệng đòi thu ngươi làm đồ đề còn lúc bình thường hay mai đây ngươi có hối hận dập đầu lại ta chăm lại đi nữa ta cũng không thèm ưng thuận đâu Tiểu bảo nói, lão đừng nghĩ tới điều đó cho mệt. Dù lão có dập đầu lại ta vạn lại và năn nỉ ta kêu bằng sư phụ ta cũng quyết tâm không chịu. Một khi làm đồ đệ lão là điều gì cũng phải nghe mệnh lệnh của lão. Ăn nói dừ gìn, cử chỉ khép nép. Con người đã mất hết tự do, nhất là lão là con người hay nóng giận thì còn thích thú gì. Thôi thôi, ta không cần học võ công của lão đâu. Mao thập bát hằn học nói, mi không học thì thôi chớ lão ra cần gì sau này nếu ngươi bị người ta bắt được, hành hạ thừa sống thiếu chết. Khi đó mi đừng hối hận, vì tiểu bảo nói ngay, ta quyết không hối hận về chuyện này, làm chi mà phải hối hận, dù ta có luyện được võ công của lão thì đã được hơn ai. Lão có giỏi thì đã không để cây roi của sự tùng quấn chặt không nhúc nhích được suýt nữa bỏ mạng. Vừa rồi lão gặp một thằng lõi ở mộc phủ miệng còn hôi sửa đã sợ run như thằn lằn đứt đuôi. Còn ta đây tay chẳng biết võ nghệ chi hết cũng chẳng có danh vọng bằng ai, nhưng ta quyết không sợ gã. Mao Thập Bát nghe Tiểu Bảo nhiếc móc đủ điều, muốn nhịn cũng không nhịn được nữa. Bốp, một tiếng vang lên, Mao Thập Bát điên tiết đã vung tay tát vào miệng Tiểu Bảo một cái thật mạnh. Dường như Tiểu Bảo đã đoán trước là sẽ bị cái tát này, nên cho dù gã đau đến người, gã vẫn ra gan không khóc lóc cũng không rên la một tiếng. Trái lại, gã nổi lên chàng cười hô hô nói, lão thấy ta nói chúng tâm sự nên thẹn quá hóa giận mà đánh ta. Giả tỷ lúc đó thật tình lão không sợ hãi thì giờ ta có nhắc lại lão vẫn thản nhiên hay ít ra cũng không nổi hung đến trình độ này. Chỉ có kẻ hèn hạ mới khiếp sợ người mạnh mà uy hiếp kẻ yếu. Lúc này Mao Thập Bát bực tức không biết đến thế nào mà nói vì trước mặt hắn là một thằng nhỏ bẽm mép quật cường đánh gã không được chửi gã không tha, muốn mặc kệ gã cũng không xong. Mao thập bát tính nóng như lửa mà trong trường hợp này cũng không biết phải làm thế nào đành hừ một tiếng ngồi xuống đất bóp bụng thở dài. Tiểu bảo ngó thấy Mao thập bát buồn bực đến cùng cực thì trong lòng không khỏi hối hận. Xong chỉ toáng qua một cái hắn lại thản nhiên tự nhủ, còn mẹ nó, má má ta kiếm tiền nơi kỹ viện thì việc gì đến hắn mà hắn nhiếc móc ta không biết dơ miệng. Được lắm, từ nay trở đi hắn còn động đến kỹ viện một câu, ta sẽ có cách làm cho hắn như dẫm phải đống lửa nhảy lộn trồm trồm, xem hắn làm gì được ta. Vì tiểu bảo quen sống nơi lầu hồng đất Dương Châu, ngày đêm gã hòa mình với những quân du thử du thực, đâu có lấy chuyện buôn hương bán phấn hay đảng điếm là điều đáng tủi nhục Mấy hôm đầu gã làm quen với Mao Thập Bát, trong lòng gã nảy ra ước vọng được làm anh hùng hảo hán như những nhân vật trong tiểu thuyết mà gã hay thường nghe người ta kể lại. Từ lúc gã nghe Mao Thập Bát nhiếc móc tới điều xấu xa trong kỹ viện, Gã không khỏi bẽ bàng khó chịu. Gã cũng thừa biết võ công của Mao Thập Bát cũng rất cao cường. Nếu gã chịu bái hắn làm sư phụ, chịu khó rèn luyện tuyệt nghệ thì sau này khôn lớn có thể thành anh hùng hảo hán thật sự. Chỉ vì khi Mao Thập Bát nói chuyện truyền thủ võ nghệ đã vô tình nhắc đến hai chữ kỹ viện, khiến gã nảy ra phản cảm mà cự tuyệt. Gã cũng biết rõ là mình đã bỏ lờ một dịp may, nhưng gã cũng không hối tiếc. Dù cho vì vụ này mai đây gã không còn mặt mũi nào mà xin học võ nữa. Vì tiểu bảo đưa tay lên sờ mặt, thấy những vết thương chảy máu đã khô động lại, gã không khỏi bâng khuâng suy nghĩ rồi tự nhủ. Mình đã theo hắn bôn tàu giang hồ, tức còn được nhiều fan xem hắn cùng người tỷ đấu. Hắn không truyền thụ võ nghệ, dễ thường ta không có mặt để theo dõi chăng. Khi đó chẳng những ta học được võ công của hắn mà còn học được cả võ công của người cùng hắn chiến đấu nữa hiện ta đã thấy những người bản lãnh còn cao thâm hơn hắn nữa. Cha, con mẹ nó, cờ hắn đã bánh gì mà ham, sau một hồi tức giận quát tháo mau thập bát bỗng thấy bụng sôi ủng ục. Hắn đã đói meo, liền ôm vi tiểu bào lên ngựa cho chạy thẳng về thị trấn ở phía trước, hai người vào phạn điếm ăn một bữa no xong, mau nghĩ thầm chân mình đã bị thương mà quan nha lại treo dài thường. Dọc đường đi Bắc Kinh thế nào cũng chạm chán với bọn công sai hắn nghĩ vậy rồi mướn một cổ xe lớn rồi cùng vi tiểu bảo lên ngồi và cho xe hướng về phía bắc rong rũi, bỏ lại hai con ngựa đã đoạt được, không dùng đến nữa. Một hôm xe đi tới địa giới tỉnh Sơn Đông vào khoảng giờ thân, cổ xe đang chạy bon bon trên đường cái, bỗng nghe tiếng vó ngựa rồn dập nổi. Phía trước có ba cổ xe lừa từ tiến lại, Mao thập bát đang ngủ vùi trong xe. Vi tiểu bảo ngó thấy phía trước của mỗi cổ xe đều có cắm một lá cờ nhỏ bằng vải trắng viền xanh trên cờ có viết một chữ tô nhỏ, lá cờ này hình thù giống hệt như lá cờ đã gặp mấy bữa trước, nhưng trên lá cờ kia lại viết chữ phương. Tiểu bảo vội lay thập bát dậy, khẽ nói, lão coi kia, mao thập bát dương mắt lên nhìn, bỗng vẽ mặt hắn thay đổi ra chiều khác lạ. Chỉ trong khoảnh khắc ba cổ xe kia lướt qua bên trái đi về hướng nam. Sau một lúc khá lâu, mao thập bát mới thở phào một cái ra chiều nhẹ nhõm. Vì tiểu bảo hỏi, phải chăng những cổ xe vừa rồi cũng của mộc phủ ở Vân Nam? Mao thập bát hỏi lại, sao ngươi biết? Vì tiểu bảo đáp, ta cứ coi lão sợ bỏ vía là đoán ra những cổ xe đó là của mộc gia. Mao thập bát tức giận hát ba y, ta sợ bờ vía ơi nào? Ngươi đừng nói càn, tùy miệng hắn nói vậy, mà chính hắn cũng nghe thấy giọng nói của mình hãy còn run rẩy. Vì tiểu bảo ẩm ờ nói, nếu lão không sợ thì ta sợ vậy. Mao thập bát hỏi, ngươi sợ cái gì? Vì tiểu bảo đáp ta sợ lão hồn vía lên mây mà sinh bệnh nặng, có khi sợ đến chết người thì ta phải biết làm thế nào. Mao thập bát làm nhảm cất tiếng thoá mà. còn mẹ nó, còn mẹ nó, tùy hắn chửi bâng quơ mà giọng hắn không có ý phần nộ. Hiển nhiên là hắn đang suy nghĩ đi yêu gì, một lúc sau hắn tự nói để mình nghe người nhà họ tô đi xuống phía nam tất có đại sự gì đây. Vì tiểu bảo hỏi chữ tô đó có nghĩa làm sao, Mao thập bát đáp lưu, bạch, phương. Tô, là bốn đại gia tướng của kiểm quốc công tại Mộc Phủ tỉnh Vân Nam. Vì tiểu bảo lại hỏi kiểm quốc công là cái con khỉ gì? Mao ra chiều khó chịu đã, cái miệng người ăn nói lịch sự một chút có được không? Mọi người trên trốn giang hồ khi đề cập tới kiểm quốc công ở Mộc Phủ đều khâm phục vô cùng. Sao ngươi lại hỏi là cái con khỉ gì? Vì tiểu bảo hừ một tiếng rồi ngồi yên. Mao thập bát lại nói tiếp. Ngày trước Minh Thái Tổ khởi nghĩa giấy quân đánh lại Nguyên Triều, Mộc Vương Gia là Mộc Anh từng lập công lớn Bình Định tỉnh Vân Nam. Sau khi Mộc Vương Gia tạ thế còn được truy phong làm kiểm ninh vương, con cháu đời đời được lập tức kiểm quốc công. Cuối đời nhà Minh, Quế Sương Hoàng đế chạy đến Vân Nam. Kiểm quốc công là Mộc Thiên Ba vẫn tận trung bảo giá phỏ vua. Khi tên gian tặc Ngô Tam Quế đánh tới Vân Nam, kiểm quốc công bảo vệ Quế Vương trốn qua Miến Điện. Bọn người tồi bại bên Miến Điện muốn giết Quế Vương mộc thiên ba đã chết thay chúa những bậc anh hùng hào kiệt trung nghĩa song toàn như vậy cổ kim thực hiếm có vì tiểu bảo nói ủa mộc thiên ba lão gia nguyên là con cháu của mộc anh đã nói ở trong anh liệt chuyện mộc vương gia thần dũng muôn người không địch là một viên ái tướng của thái tổ hoàng đế cái đó ta cũng biết rồi gã từng được nghe thầy đồ nói đến tên họ mấy viên đại tướng từ đạt thương Ngộ xuân hồ đại hải mộc anh nên gã thuộc lòng vì ti ẻo bảo lại hỏi, sao lão không nói trước? Giả tỷ ta bất sớm đó là dòng dõi Mộc Anh, Mộc Vương gia ở Vân Nam thì đối gã hậu sinh kia thêm đôi phần lịch sử. Gã hỏi tiếp còn Lưu, Bạch, Phương, Tô, bốn viên đại gia tướng ấy là những người như thế nào? Mao thập bát đáp Lưu, Bạch, Phương, Tô, bốn nhà này đều là gia tướng ở Mộc Phù. Tổ tiên họ đã từng theo kiềm ninh vương Bình Định Vân Nam hồi mục thiên ba hộ giá nhà vua sang miến điện bốn viên đại tướng này đều có con cháu hy sinh ngoài chiến trường chỉ bọn nhỏ tuổi trốn đi trần hương chủ ở thiên địa hội đã cho bọn họ bốn lá cờ nhỏ nền trắng viền xanh để ban hiệu lệnh ra thiên hạ hễ ai thấy dòng dõi của bốn vị đại tướng đều hết lòng bảo vệ vì thế mà ta gặp những người này phải đem lòng cung kính chớ có phải ta sơ họ đâu người nên nhớ rằng dòng dõi bậc trung lương chẳng ai là không tôn kính kẻ nào đắc tội với mộc phủ ở vân nam đều bị thoá mạo nguyền rủa. vì tiểu bảo nói té ra là thế nếu gặp phải dòng dõi bậc trung lương dĩ nhiên phải kính trọng hồi sáu đồng giác quá giang hòa tiền xạ tượng mao thập bát thấy tiểu bảo cho hắn là phải hà hê cười đáp kể từ ngày ta biết ngươi đây là lần đầu ta được nghe ngươi nói một câu phải trái vì tiểu bảo nói còn ta không biết đến bao giờ mới nghe một lời hợp lý của lão Mục Vương Gia là một vị đại anh hùng, đại hào kiệt, gây nên thành tích trong những trận, đồng giác quá giang, hòa tiền xạ tượng, thì ai mà không kinh mến. Mao Thập Bát hỏi lại, đồng giác quá giang và hòa tiền xạ tượng nghĩ là làm sao? Vì tiểu bảo vênh mặt lên cười ha hà nói, lão đã biết kính ngưỡng Mộc Phủ ở Vân Nam, lại không hiểu vì lẽ gì Mộc Vương Gia thành anh hùng hào hán. Lão có biết Mộc Vương Gia là nhân vật như thế nào của Minh Thái Tổ không? Mao thập bát đáp ngay, Mục Vương Gia là một vị đại tướng thần dũng, quả cảm của Minh Thái Tổ thì còn ai không biết nữa. Vì tiểu bảo cãi, Vương Gia chẳng phải là đại tướng, dễ thường là một tên vô danh tiểu tốt chăng? Này, Thái Tổ Hoàng đế có sáu vị Vương Gia dưới bể thì Trung Sơn Vương Từ Đạt, Khai Bình Vương Thường Ngộ Xuân chắc lão biết rồi, nhưng còn bốn vị nữa là những ai? Mao thập bát nguyên là một tên hào kiệt lổ mãng trên chốn giang hồ. Ít đọc sách thì làm sao mà hiễi được ly sáu trên sử khai quốc của Triều Minh, dù hắn có nghe danh từ Đạt và Thường Ngộ Xuân, mà cũng không hiểu hai vị này ở trong sáu vương gia của Minh Thái Tổ. Hắn cũng chẳng biết Trung Sơn Vương, Khai Bình Vương là gì. Còn Vi Tiểu Bảo hàng ngày la cà quanh quần ở nhà lâu kỳ viện Thành Dương Châu, gã đã nghe người ta không biết bao nhiêu lần đem pho anh liệt chuyện ra bàn tán, sự tích chuyện này hầu như gã đã thuộc lòng. Hiện thời nhà Minh mới mất chưa được bao lâu, lòng người còn luyến tiếc Minh Triều, chỉ mong cho nhà Minh khôi phục được Giang Sơn. Có điều họ không dám công khai nói đến chuyện phản thanh phục Minh, mà chỉ bàn tán những sự nghiệp anh hùng của Triều trước. Sở dĩ nhân dân trong thành Dương Châu khoái nghe nhất là pho anh liệt truyện, vì pho tiểu thuyết này phô diễn những sự nghiệp cao cả của bao nhiêu anh hùng hào kiệt phò Minh dựng nước. Trong công cuộc khai sáng cơ nghiệp, gian lao nhất là trận đại chiến giữa Minh Thái Tổ và Trần Hữu Lượng trên Hồ Bá Dương. Thế mà họ chỉ thích nghe những chiến công oanh liệt của người Hán đánh đuổi Thát Đát bật ra ngoài biên ải. Mọi người nghe chuyện Minh Thái Tổ đánh bộ lạc Thát Đát, song họ yên trí đó là người Hán đánh mãn thanh. Nhất là những đoạn người Hán đại thắng và quân Thát Đát chạy xiền niền làm cho họ nức lòng. Do đó thính giả sùng bái nhất là Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân và Mộc Anh là những vị khai quốc công thần đời nhà Minh. Những người kể chuyện đến ba vị này thường bịa đặt thêm cho sự nghiệp của ba vị trên thêm phần vĩ đại, khiến cho người nghe hứng khởi tinh thần. Vì tiểu bảo thấy mao thập bát không trả lời được câu hỏi của gã, gã nhơn nhơn đắc y dõng dạc nói, sáu vị vương gia dưới triều minh thái tổ, ngoài trung sơn vương từ đạt, khai bình vương thường ngộ xuân còn bốn người nữa cao lớn hơn người trung nguyên nhiều. Nguyên soái đạt lý ma mình mặc áo giáp, tay cầm trường thương hắn đứng trên bờ sông bạch thạch thét lên một tiếng khác nào xét nổ lưng trời tiếp theo tiếng bì bỏm bì bỏm lão có biết chuyện gì xảy ra hay không mao thập bát đáp ta biết thế nào được vì tiểu bảo nói nguyên đạt lý ma tiếng thét lớn quá làm cho mười mấy tên quân nhà minh giật bắn người lên từ trên lưng ngựa rớt xuống sông bật thành tiếng bì bỏm mộc vương gia coi chừng tình thế không ổn nếu để đạt lý ma thét thêm mấy tiếng nữa thì quân ta chưa đánh đã tan ra bất giác vương gia cho mày suy nghĩ, nảy ra một diệu kế. Ngày thường vi tiểu bảo nói chuyện hay văng tục, những danh từ mẹ kiếp, con bà nó tự hồ dính liền vào cửa miệng, hễ động tới là tuôn ra. Nhưng khi thuật lại chuyện mục anh Bình Định Vân Nam thì lại bắt chước giọng đạo mạo của những thầy đồ nói chữ, không thốt ra câu thô tục nào, thỉnh thoảng gã lại chêm vào một vài thành ngữ mà chính gã cũng không hiểu hết nghĩa. Vì tiểu bảo lại kể tiếp mục vương gia đã có chủ định rồi, vừa thấy đã lý ma há miệng đỏ như chậu máu định thét nữa liền dương cung lắp tên bắn một phát mũi tên rít lên veo véo vọt ra rất lẻ nhằm cửa miệng đạt lý ma lao tới Mục vương gia quả là tay thiện xạ đúng với câu bách bộ xuyên dương bách phát bách chúng mũi tên của vương gia vượt qua sông bạch thạch bay về phía đạt lý ma nhưng đạt lý ma cũng không phải hạng tầm thường hắn vừa thấy khí thế của mũi tên vọt tới vội vàng cúi đầu xuống tránh khỏi gã ngừng lại một chút rồi kể tiếp đột nhiên phía sau lưng đạt lý ma vang lên những tiếng rú thê thãm đạt lý ma nhìn lại thấy mười vị tướng quân đều bị thủng ngực máu chảy đầm đìa thì ra mũi tên của mộc vương gia đã bắn xuyên từ trước ngực ra đến sau lưng mười viên đại tướng bên địch mao thập bát lắc đầu ngắt lời không có lý nào thế được dù mộc vương gia sức mạnh như thần cũng chẳng có thể bắn một phát tên mà xuyên qua thân thể mười người liền một lúc vì tiểu bảo nói mộc vương gia vốn là một vị thiên thần được đức ngọc hoàng phái xuống giúp minh thái tổ bình định giang sơn chớ không phải người thường một phát tên bắn ra thấu qua thân thể mười người đã mang tên là xuyên vân tiền mao thập bát bán tín bán nghi hỏi rồi sao nữa vì tiểu bảo tiếp tục kể đạt lý ma thấy thế phần nổ miệng lẩm bẩm người biết bắn tên dễ thường ta không biết ba án hay sao đoạn hắn đương cung lắp tên bắn trả mộc vương gia mộc vương gia liền thét lên một tiếng giỏi lắm rồi đua bàn tay trái ra dùng hai ngón kẹp lấy mũi tên một cách rất ung dung vì tiểu bảo ngưng lại một chút rồi kể tiếp giữa lúc ấy trên không có một bầy chim nhạn bay ngang rít lên mấy tiếng thê thảm mộc vương gia bỗng nghĩ ra một kế quát to hãy coi ta bắn mắt bên trái con nhạn thứ ba mao thập bát hỏi xen vào thế rồi vương gia có bắn chúng được như lời không vì tiểu bảo đáp lão đừng nóng này để ta kể hết cho mà nghe Đoạn gã kể tiếp đạt lý ma cũng nghĩ như lão, chim bay thế kia, muốn bắn con thứ ba đã là chuyện khó, thế mà thằng cha này lại nói rõ bắn vào mắt bên trái con chim, mới thật là kỳ. Hắn nghĩ vậy rồi ngưỡng đầu trông lên, mộc vương gia thừa cơ phóng tên liên châu ra. Ba mũi tên thi nhau bay vèo vé hướng đạt lý ma. Mao thập bát hướng chí vổ đùi reo lên, hay lắm, hay lắm, đó là kế dương đông kích tây vì tiểu bảo nói nhưng đạt lý ma chưa đến ngày tận số mũi tên đầu trúng vào mắt bên hữu hắn người hắn lảo đảo từ trên ngựa té xuống còn hai mũi tên kia xuyên qua trước mặt đạt lý ma xuyên thủng ngực tám tên quân nữa mao thập bắt dục người kể tiếp đi vì tiểu bảo kể tiếp quân sĩ bên nguyên mình đầy lông lá quân nhà minh kêu chửi mao binh mao tướng mục vương gia bắn ba mũi tên làm chết mất 18 tên có lông vì thế cho nên mới có câu mộc vương gia cách giang xạ từ ngô thập bát. Mao thập bát sừng sốt hỏi, ngươi nói sao, ba mũi tên đó bắn quân nguyên vì lẽ gì ngươi nói nó bắn ta? Vì tiểu bảo nghe Mao thập bát nói vậy liền đáp trận cách giang đại chiến này, mộc vương gia đã dùng ba mũi tên để bắn chết Mao thập bát tức là 18 tên Mao tặc. Vì tiểu bảo nói đến đây thích chí cười ha hả Mao thập bát mới biết tiểu bảo bịa chuyện để sỏ xiên hắn hắn liền thoá mạ còn bà nó đó là một vương gia cách giang đại chiến dùng ba mũi tên bắn chết thằng khốn kiếp vi tiểu bảo vì tiểu bảo vừa cười vừa cãi lại thời đó cách này đã lâu ta chưa sinh ra đời một vương gia làm sao bắn chết ta được mao thập bát thấy cơ chuyện vui vui liền dục còn đạt lý ma bị trúng tên rồi ra sao nói nốt đi đừng làm nhảm nữa vì tiểu bảo nói quân nguyên thấy chủ soái bị trúng tên ngã ngựa thì nhún cả lên Mục vương gia thấy quân nguyên rối loạn toan xua quân qua sông đánh tràn đi, bỗng nghe bên bờ kia có tiếng reo hò, bình bên địch đã kéo đến. Tiếp theo tên bắn ra như mưa, mục vương gia lại nghĩ ra một kế, phái bốn viên đại tướng lên dẫn quân xuống hạ lưu để vượt qua sông Bạch Thạch rồi kéo vòng lại đánh phía sau quân nguyên. Mỗi tên quân đều mang theo một cái còi đồng chờ khi tập hậu là thổi kèn làm hiệu để bên này biết mà dồn quân qua sông tiến đánh mặt trước do đó mà có câu đồng giá còi đồng độ giang mao thập bát hỏi bốn viên đại tướng có phải là lưu bạch phương tô vì tiểu bảo chẳng biết có phải hay không nhưng gã vẫn cãi không phải bốn đại tướng đó là châu trần ngô vương bọn lưu bạch phương tô lúc đó đang kề cận bên cạnh vương gia mao thập bát gật đầu nói té ra là thuyết vì tiểu bảo nhơn nhơn đắc ý tiếp tục kể mục vương gia lại ra lệnh cho lưu, bạch, phương, tô đem bỏ thuyền nhỏ, bè cây xuống nước tựa hồ như chuẩn bị muốn vượt qua sông. Nguyên bình thấy quân minh chuẩn bị vượt sông liền dương cung nỏ nhất tề bắn ra. Mục vương gia thấy quân địch bắn rát quá liền ra lệnh thu binh. Sau nữa giờ lại cho túc trống xua quân xuống bè, tướng nguyên lại phải huy động cung nỏ bắn dữ dội hơn. Hỡi ơi dưới sông Bạch Thạch hôm ấy không biết bao nhiêu rùa cua tôm bị tên bắn chết oan mao thập bát cười hơ hớ ngắt lời chuyện này ta không thể tin lời được hoặc giả tôm cá trúng tên thì còn có lý còn bắn rùa đâu phải chuyện dễ dàng vì tiểu bảo không chịu nói nếu lão không tin thì đi mua vài con rùa treo lên bắn thử coi mao thập bát lẩm bẩm việc gấp là phải lên đường đâu có thì giờ đâu mà chơi trò đó tuy hắn nghĩ vậy nhưng không nói ra vì sợ mất lòng vi tiểu bảo nếu gã bực mình sẽ không chịu kể tiếp hắn liền tiếp hỏi, được rồi, bắn rùa thì rùa chết là xong, vụ đó tiếp tục ra sao? Vì tiểu bảo nói, kế đó thủ hạ của Mộc vương gia bắt được 18 con cá có lông trên sông Bạch Thạch đem nướng cho quân lính ăn hết. Mao thập bát vừa cười vừa mắng, quân tiểu quỷ kia, người chỉ bịa chuyện để sỏ xiên lão ra, thôi đừng rắc rối nữa, hãy kể tiếp vụ mục vương gia vượt sông Bạch Thạch cho ta nghe. Vì tiểu bảo thấy vị thính giả độc nhất của hắn đã say xưa câu chuyện thì trong lòng khoan khoái mà mặt vẫn tỏ vẽ nghiêm trang, gã kệ tiếp Mộc vương gia thấy nguyên binh bắn dữ quá liền truyền cho quân sĩ túc chống gieo hò làm như nổi hiệu tấn công và vượt qua sông Bạch Thạch, nhưng đó chỉ là cách hư trương thanh thế để cho bên địch hoang mang mà bắn tên xuống sông. Sự thật bên này vẫn án binh bất động, mãi đến khi Mộc vương gia nghe hiệu lệnh phía sau hậu quân bên địch, những tiếng còi đồng thổi lên inh ỏi biết là bốn tướng châu trần ngô vương đã vượt qua sông đánh úp vào hậu quân bên địch khi nào vương gia chịu bỏ lờ cơ hội liền ra lệnh cho tam quân cầm mộc đờ tên ùn ùn kéo xuống bể và phen này vượt qua sông thật sự bọn thát đát đã bắn phí tên quá nhiều mười phần không còn được một hai quân binh đã nao núng hơn nữa phía sau hậu quân lại bị đánh úp lúc này chủ soái đã bị thương không còn người chỉ huy vững chắc lòng quân náo loạn không còn ý chí chiến đấu vì tiểu bảo dừng lại một chút, gã chờ mau thập bát dục dã mới chịu kệ tiếp khi quân minh sang được đến bờ bên kia rồi. Mộc vương gia thúc ngựa nhảy vọt lên. Nguyên binh vừa thấy vương gia đã bỏ chạy tán loạn. Giữa đám loạn quân, mộc vương gia bỗng thấy một người nằm trên yên ngựa. Trung quanh có rất nhiều quân thác đác bảo vệ rất nghiêm mật. Vương gia biết chắc đó là Đạt Lý Ma, liền xông ngựa lại lớn tiếng quát hỏi. Đạt Lý Ma, sao không xuống ngựa đầu hàng đi, còn đợi đến bao giờ? Đạt lý ma nói, ta, không phải là đạt lý ma. Mục vương gia thấy con mắt bên phải hắn còn cắm mũi tên, chui tên có chạm chữ mục rất rõ, biết ngay đó chính là mũi tên của mình vừa bắn trước đây. Sở dĩ đạt lý ma chưa dám rút ra vì sợ bị ngất xỉu, đành phải để yên dáng chịu đau đớn. Mục vương gia không nói gì nữa, lập tức thò tay ra nhanh như chớp túm lấy đạt lý ma quăng xuống đất rồi quát bảo thủ hạ, trói hắn lại cho ta. Bốn viên đại tướng lưu, bạch, phương, tô nghe mộc vương ra thế quân sĩ chói đạt lý ma lại sợ bị chúng lầm lờ nên đều xông ra cột hắn lại. Trận này quân nguyên bị thảm bại, xác chết của bọn thát đát chìm xuống sông Bạch Thạch không biết đến bao nhiêu má kể. Những loài cua rùa tôm cá trong sông súng vào rìa thịt những quân mau tặc rồi trên mình những loài thủy tộc ở sông này cũng đều mọc lông. Mao thập bát nghe tới đây biết rằng tiểu bảo có ý sỏ xiên hắn. Nhưng hắn lại không biết đích xác những loài rùa cá có mộc lông hay không, nên không dám vặn hỏi. Vì tiểu bảo lại kể tiếp mộc vương gia đại thắng liền thúc quân thẳng tới kinh thành của lương vương. Khi đại quân đến bờ hào bên thành thì thấy trong thành vẫn yên lặng như tờ, không có động tĩnh chi hết. Mộc vương gia liền hạ lệnh thúc chống kêu người ra khêu chiến, nhưng trong thành vẫn im lìm. Mộc vương gia ngẫng đầu lên nhìn thấy trên mặt thành treo một tấm bảng trên đề hai chữ, miễn chiến, rất lớn. Mao thập bát ngắt lời, thế là lương vương tự biết sức mình không thể cầm cự được nên treo bảng miễn chiến bài. Vì tiểu bảo kể tiếp, Mộc vương gia vốn là người nhân từ, liền nghĩ rằng lương vương treo bảng miễn chiến bài là có ý muốn đầu hàng. Lão gia bụng bảo dạ, bên địch mà đầu hàng là may, nếu ta tấn công giao giết thì có thể thành công lệ hơn, nhưng khiến cho nhân dân phải chịu vạ lây thì cũng là điều đáng tiếc. Chi bằng ta hãy đình chiến ba bữa để chờ lương vương tự động đầu hàng có như thế thì bách tính mới được an ổn, khỏi bị chết oan. Mao thập bát vỗ đùi nói, phải rồi, Mộc gia vĩnh viễn chấn thủ vân nam nổi tiếng là những nhà giàu lòng yêu ái, nhân dân rất mến phục mà thương đế cũng độ trì cho mọi sự hay. Vì tiểu bảo lại kể tiếp đêm hôm ấy, mục vương gia ngồi trong chướng khêu đèn lên đọc sách xuân thu. Mao thập bát hỏi, quan vương gia, tức quan vân trường thời tam quốc, ưa đọc xuân thu, chẳng lẽ Mộc Vương Gia cùng theo quan Vương Gia mà đọc sách Xuân Thu? Vì tiểu bảo đác hai vị này đều là Vương Gia và đều trung dũng quả cảm thì dĩ nhiên là phải đọc Xuân Thu, chẳng lẽ đi đọc sách Hạ Đông? Sự thực gã cũng chẳng biết là có sách nào Hạ Đông hay không? Để phản đối Mao thập bát gã bịa ra sách Hạ Đông cho ngược lại với Xuân Thu. Muốn cho câu chuyện văn vẽ hơn, gã giải thích Hạ Đông là sách của Trương Phi ưa đọc. Trương Phi khác với quan vương gia ở chỗ có dũng lực mà lại vô mưu. Còn Mộc Vương Gia Nguyên là sao vũ khúc dáng thế giống như quan vương gia thì dĩ nhiên đọc sách Xuân Thu mà không đọc Hạ Đông. Mao Thập Bát chẳng biết sách vở là gì nhưng cũng khen Xuân Thu là sách hay rồi lầm nhầm gật đồng. Vì tiểu bảo kể tiếp Mộc Vương Gia đang đọc sách bỗng mắc đi tiểu tiện liền đứng dậy cầm cái bình kim dạ hồ của đức thái tổ hoàng đế ban cho địch đi tiểu vào trong đó bất thình lình nghe trong thành có tiếng gầm thét vang trời nhưng đây không phải là tiếng hổ gầm hay ngựa hí mục vương gia nghe thanh âm này liền cảm thấy nôn nao trong dạ mục vương gia bất giác cả kinh la lên thôi nguy mất rồi mao thập bát sửng sốt hỏi tiếng kêu gì vậy vì tiểu bảo nói lão thử đoán coi Mao thập bát nói, chắc là mấy tên quân thát đát gầm thét ở trong thành như kiểu đạt lý ma lúc trước chớ gì. Vì tiểu bảo lắc đầu đáp, không phải, mục vương gia nghe tiếng gầm liền không đi tiểu nữa, cầm chiếc kim dạ hồ kính cần để lên bàn. Mao thập bát ngắt lời, cái bình tiểu tiện đó sao lại đặt lên bàn? Vì tiểu bảo đáp, mặc dù nó là cái bình tiểu tiện nhưng nó là đồ ngự từ, vua ban, của đức thái tổ hoàng đế, ai dám coi nó là vật tâm thương vì thế mộc vương ra phải bưng bình một cách kính cẩn trịnh trọng đặt lên bàn đoạn mộc vương lập tức sai nổi hiệu chống tụ hợp các tướng sĩ ngài cầm một cây kim phê lệnh tiền tuyên hô ngô tướng quân nghe lệnh đây tướng quân dẫn ba ngàn quân binh đi săn chuột ngay đêm nay tên nào bắt được nhiều sẽ có thưởng tên nào không bắt được con nào thì cứ chiếu theo binh pháp xử trị Lưu tướng quân đáp một tiếng phụng mạng đón lấy lệnh tiền rồi dẫn quân đi săn chuột Mao Thập Bát lấy làm kỳ hỏi, ở nơi trận thượng phái quân đi bắt chuột để làm gì? Vì tiểu bảo đác Mộc Vương gia dụng binh như thần, quân cơ phải giữ bí mật khi nào tiết lộ, Nguyên Soái có lệnh, tướng sĩ chỉ biết tuân mệnh thi hành, viên tướng nào nhận lệnh tiền mà còn mở miệng hỏi lại một câu là Mộc Vương gia nổi lôi đình lập tức sai lôi ra pháp trường xử chém, nếu lão là tướng dưới trướng Mộc Vương gia lại hỏi dài hỏi ngắn thì có đến 18 cái thủ cấp cũng bị Mộc Vương gia chặt hết mao thập bát cãi nếu ta làm tướng thì dĩ nhiên không hỏi nữa huống chi ngươi không phải mộc vương gia chẳng lẽ ta hỏi cũng không được ư ừ. rồi gã kể tiếp mộc vương gia lại lấy cây lệnh tiền thứ hai sai bạch tướng quân thống lãnh hai vạn quân đi đào một cây hố dài một dặm rộng một trường sâu một trường cách xa mặt trận năm dặm và phải đào xong ngay trong đêm nay bạch tướng quân lãnh mạng đi liền mộc vương gia bỗng hạ lệnh lui binh nhổ trại lui ra xa thành sáu dặm mà đóng quân Mao thập bát càng lấy làm kỳ lạ nói sao kỳ vậy người càng nói ta càng không hiểu vì tiểu bảo nói hư phép dùng binh của mộc vương gia mà để lão đoán được thì mộc vương gia chỉ là mao thập bát và ngược lại mao thập bát biến thành mộc vương gia thì còn ai hơn ai nữa đoạn gã kể tiếp sáng hôm sau hai tướng lưu bạch về trình đã săn hơn một vạn con chuột và hố cũng đã được đào xong mộc vương gia khen hay lắm đoạn vương gia sai thám tử đến bên thành để dò la động tĩnh. Vào khoáng giờ ngọ bỗng nghe chiêng trống vang trời, quân gieo dậy đất. Thám tử chạy về phi báo, khai bẩm nguyên soái đại sự hóng mất rồi. Mục vương gia đập bàn quát hỏi, còn mẹ nó, việc gì mà hoang mang như vậy? Thám tử đáp, khai bẩm nguyên soái bọn thát đát mở rộng cửa thành lùa mấy trăm con trâu quỷ quái mỗi xài lê thê từ trong thành rầm rộ sông về phía quân ta. Mục vương gia cười khanh khách nói, sao mi đần độn đến thế? Con voi mà cũng không biết con bảo là loài yêu quái mũi dài chi đó. Tiếp tục nữa đi, thám tử được lệnh tiếp tục lập tức đi ngay, mục vương ra bầy thành thế trận, đứng trên cao nhìn ra xa thì thấy cát bụi tung bay mịt mờ. Mấy trăm con voi lớn, đầu buộc đao nha, chạy như điên sông tới. Đuôi voi lại có lửa cháy, nguyên tỉnh Vân Nam gần nước miến điện, lương vương đã mua của nước này mấy trăm con voi lớn về bầy thành hòa tượng trận lại lấy cành thông buộc vào đuôi voi rồi cho đốt lửa lên. Bảy voi kinh hãi xông thẳng về phía quân minh. Voi là loài thú da dày, tên bắn vào không thùng. Nếu quân minh rối loạn thì quân thát đát theo sau đàn voi kéo đến đánh giết. Quân minh đều là người phương Bắc, chưa từng thấy voi bao giờ, nên vừa ngó thấy chúng trong lòng nao núng vô cùng. Mao thập bát lại hỏi, hỏa hưởng trận quả nhiên lợi hại. Vì tiểu bảo lại kể tiếc mục vương gia vẫn thản nhiên như không miệng tủm tỉm cười. Vương gia chờ cho bảy voi sông tới còn chừng một dậm mới hô lớn, thả chuột ra, hơn một vạn con chuột được thả ra chạy loạn xả. chỉ trong chớp mắt, khắp mặt trận đầy những chuột, giống voi không sợ gì sư tử cùng hổ báo mà lại sợ nhất loài chuột. Nên biết những con chuột kia mà chui vào tay voi, cắn óc tủy ăn là voi đành chịu chết, chứ chẳng làm gì được. Bảy voi vừa thấy chuột liền sợ bờ vía cắm đầu chạy ngược về phía quân thắt đát, xéo lên quan binh bể đầu gầy tay có nhiều con cứ tiếp tục chạy tới thì bị té xuống hầm mộc vương gia liền hô bắn tên lửa lão nhân gia vừa ra lệnh đã thấy trên không có muôn ngàn tên lửa trông rất ngoạn mục